Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, cớ sao ngước nhìn về bên này? Có chăng sự tự do em nói với anh không như ấy? Em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng? Anh không thể than tránh hay níu kéo em dù nửa lời. Bởi vì yêu em thôi nên anh phải đành ngậm ngùi nấp sau những muốn nhất thời của em vậy thôi.